Đó là cái hệ miễn dịch của chúng ta giúp cho chúng ta bảo vệ, giúp bảo vệ chúng ta khỏi các tác nhân xâm nhiễm. Thì khi mà tình trạng cơ thể của chúng ta bị suy giảm miễn dịch thì chúng ta sẽ dễ dàng bị tấn công bởi các tác nhân gây bệnh đó hơn. Thì cái biểu hiện đầu tiên mà chúng ta bị suy giảm miễn dịch đó là chúng ta thường mắc các bệnh mà chúng ta thường gặp. Ở các mắc bệnh đó nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Giả sử như là viêm phổi, viêm hệ tiêu hóa, và chúng ta gặp một cái số trường hợp như là về máu, như là máu chúng ta khó đông, thì do máu khó đông có thể là do bị thiếu tiểu cầu, hoặc là cái việc đông máu của chúng ta nó gặp những cái vấn đề gì đó, nó cũng cảnh báo lên cái hiện tượng đó là cái tế bào máu của chúng ta có vấn đề. Thì và đặc biệt đó là các bạn khi mà thấy cái sự nhiễm bệnh của các bạn dễ dễ mắc bệnh quá, và cái chuyện mắc bệnh của bạn cứ lặp đi lặp lại hoài, thì các bạn nên đặt cái dấu chấm hỏi ở đó. Và vì cái cơ thể của các bạn liên tục bị nhiễm bệnh này nọ nên cái cơ thể của các bạn nó rất là yếu. Thì trẻ con thì chúng ta có thể thấy nó hay đèo đẹp, khó phát triển. Thì khi mà các bạn đặt câu hỏi đó là liệu cơ thể của chúng ta có gì bất thường hay không, có suy giảm miễn dịch hay không, thì các bạn nên tìm đến những cái cơ sở y tế. Thì ở đó khi các bác sĩ thấy một số dấu hiệu của suy giảm miễn dịch thì họ có thể đưa ra các xét nghiệm, đặc biệt đó là các xét nghiệm đếm các loại tế bào ở trong cơ thể của các bạn. Thì cái kết quả xét nghiệm đó sẽ cho các bạn biết rõ đó là các bạn có bị suy giảm miễn dịch hay không, và nếu có thì cái tình trạng suy giảm miễn dịch của các bạn là như thế nào, có trầm trọng hay không.